Vâng, xin chào bác đến với kênh Chơi Xe Đạp. Và hôm nay giới thiệu bác một mẫu xe đua Road thương hiệu của Gian Model SCR. Thì trong thời gian vừa qua giới thiệu bác rất nhiều cái dòng Gian SCR 1 và SCR 2. Thì đây là cái mẫu SCR khác biệt hơn so với những mẫu model trước đây em đã từng giới thiệu. Đó là dòng SCR Dít. Đó là dòng Dít đĩa. Đó là sử dụng với cụm phanh đĩa trước và đĩa sau của dòng xe đua. Thường thì bác chỉ thấy những dòng xe touring hoặc là địa hình sử dụng với cụm phanh đĩa. Thì đây là một dòng xe đua sử dụng với bộ phanh đĩa trước và sau, rất là an toàn tuyệt đối cho các bác đi dòng xe đạp road. Và xe lần này em về em đánh giá rất là mới, em tính giá trên mới trên 90%, 95%. Và xe được sử dụng với càng carbon, túi trục giống và khung nhôm cao cấp của dòng Gian SCR. Và hôm nay em giới thiệu và đánh giá được gửi chiếc xe Vâng, và trên khung hình các bác đây là cái mẫu Gian bên em mới về, Gian SCR Deep. Deep có nghĩa là đĩa nhá. Dòng xe đua nhưng mà sử dụng với cụm phanh đĩa rất là cao cấp. Với cái tông màu xanh tím than là cái màu mà chủ đạo của dòng xe SCR. Lớp sơn rất sáng màu bóng. Em đánh giá xe rất là mới, em đánh giá là trên 95% xe. Đây là mã QR code chính hãng của xe, dòng thương hiệu của Gian. Các bác nhìn thấy lớp sơn này rất sáng và bóng, xe rất là ít sử dụng đi. Xe rất là đẹp luôn nhá. Xe vẫn là xe cao cấp, được chạy với bộ dây âm sườn. Và khung xe là khung xe hợp kim nhôm. Xe làm từ hợp kim nhôm alloy X. Chính hãng của dòng xe Gian. Với cái tông màu là màu xanh tím than. Mẫu SCR. Đây là cái phiên bản khác biệt so với những chiếc đây em đã giới thiệu qua cho các bác. Cổ phốt ghi đông chính hãng của dòng Gian Connect. Tức là dòng Gian cao cấp mà em giới thiệu. Gian Connect nha. Cổ phốt ghi đông chính hãng của nguyên bản theo xe. Xe đánh giá rất là mới nhá. Tổng thể xe trên 95%. Bên tay trái em sử dụng với bộ tay lắc chính hãng của Shimano Sora, nguyên bản theo xe. Bên tay phải em được sử dụng với bộ tay lắc cũng là Shimano của Sora. Càng carbon, càng xe được sử dụng với là càng carbon, rất là nhẹ nhá. Mayer chính hãng của Gian, nguyên bản theo xe. Vành của xe, vành cao cấp, vành SCR, vành đĩa, vành 5 phân, rất là dày phân, rất là dày bản nó xe, nguyên bản nó xe. Vành chính hãng của Gian luôn, vành SCR. Lốp vẫn còn là lốp của Gian luôn, kích thước lốp là 700x25C, lốp SR4, xe được sử dụng với bộ lốp trọc. Và điều đặc biệt trên cái dòng xe SCR của dòng Gian này em giới thiệu đó là cụm phanh đĩa, đây. Cụm phanh đĩa của xe, xoa xe đốt, nguyên bản theo xe. Thì thường thì những dòng xe đua thường sử dụng với phanh V hoặc là phanh 3 mảnh. Thì đây là dòng xe Gian đời mới, dòng của Gian SCR, Gian Deep. Sử dụng với cụm phanh đĩa. Cho những cái dòng xe touring địa hình thì rất là an toàn cho các bác. Đùi đĩa trục rỗng, chính hãng nguyên bản theo xe. Đùi đĩa 2 tầng, gạt đĩa Shimano của Sora. Lần này em về chiếc size M. Đằng sau xe sử dụng với củ đề Shimano Sora, nguyên bản theo xe. Xe được trang bị với 9 tầng lip. Lip và xích còn rất là mới. Đấy, xe rất ít sử dụng đâu mà là cái chắn đĩa bên trong vẫn còn trong suốt của xe đây, vẫn còn mới nguyên. Đằng sau xe cũng sử dụng với cặp Mayer chính hãng của Gian. Mayer Gian. Vành đằng sau cũng sử dụng với vành đĩa bản to, vành 5 phân của SCR, vành của Gian. Xe vẫn được giữ nguyên một cặp lốp chính hãng của xe nhé. Lốp của Gian nguyên bản theo xe, 700x25C và sử dụng với cặp lốp trọc. Lốp đầu ống sư SR4. Cọc yên chính hãng của Gian, cọc yên thiết kế theo hình vát. So với những mẫu cũ là cọc yên tròn.
Yên Minh cao cấp của Gian. Nhưng mà nó xe Yên cũng rất là mới. Ok. Vòng chiều cao đứng của khung xe em đo là size 50, tức là size M. Thì các bác cao 1m63 đến trên 1m7. Vâng, xe được sử dụng với 9 tầng lip chính hãng của Shimano Sota. Và bây giờ xin vào đánh giá chi tiết hoạt động của xe đây. Lên lip đây. Xuống lip. Vâng, chuyển động rất là mượt mà và chân chu bác nhé. Bên phải em sử dụng với 3 tầng đĩa. À, 2 tầng đĩa đủ như trục rỗng của Shimano. Hạt đĩa Shimano Sota. Xuống đĩa. Lên đĩa. Vâng. Chuyển động rất là mượt mà và trơn tru. Xe hoạt động không hề mỗi chi tiết nhỏ nào cả. Đây là mẫu gian đua sử dụng với cụm phanh đĩa trước và sau. Rất là mới bên em mới về. Dòng SCR Deep. Vâng, em vừa đánh giá tổng thể xong chiếc gian đua model SCR Deep sử dụng cụm hai cụm phanh đĩa trước và sau, sử dụng cụm phanh đĩa và nguyên một group chính hãng của Shimano Sora, càng trước là càng carbon và xe rất là mới. Em đánh giá trên 95%. Mà xe giá rất tốt bên em là 10 triệu, bao ship toàn quốc, bảo hành 1 năm. Có nào quan tâm thì liên hệ em qua Zalo 0975709943 hoặc lên YouTube tìm kênh xe đạp, nhấn đăng ký và theo dõi kênh. Và hẹn các bác trên ngày mai. Vâng, và bên em cũng kinh doanh mua bán chuyên về đồng hồ Nga, Thụy Sĩ, Nhật, Cổ. Vâng, các bác thấy rõ rất nhiều đồng hồ Thụy Sĩ, Nga, Nhật, Cổ bên em. Đây, rất là nhiều đồng hồ Nga, Thụy Sĩ, Nhật, Cổ bên em. Và các bác lên và các bác lên trên YouTube tìm kiên đồ cũ đồng hồ chuyên đồng hồ Nga, Thụy Sĩ, Nhật, Cổ và các liên hệ theo cái số điện thoại Zalo 0936050424 và nhấn đăng ký theo các kênh và liên hệ theo số Zalo để được tư vấn chi tiết hơn.